Triệu Lộ Tư xóa ngôi nữ thần thanh xuân của Đàm Tùng Vận nhờ bắt cặp với Trần Triết Viễn. Sau khi đảm nhận vai diễn học sinh trong siêu phẩm ngôn tình vụng trộm không thể giấu kết hợp với nam thần thế hệ mới Trần Triết Viễn, Triệu Lộ Tư được giới chuyên môn đánh giá cao. Có thể nói, tính đến thời điểm hiện tại, bộ Vụng Trộm Không Thể Giấu được xem là tác phẩm thành công nhất của Triệu Lộ Tư. Điều này giúp cô nàng trở thành gương mặt được nhiều nhà sản xuất và nhãn hàng nhiệt tình săn đón. Không chỉ được nhận xét là có sự tiến bộ vượt bậc trong khả năng diễn xuất, mỹ nhân họ Triệu còn thành công gạt bỏ những định kiến liên quan vấn đề ngoại hình của mình khi bị cho là không phù hợp với vai nữ chính. Còn nhớ cái ngày mà đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu công bố dàn diễn viên chính, Triệu Lộ Tư đã nhận về không ít những nghi ngờ bởi người hâm mộ nguyên tác cho rằng nàng tiểu hoa hoàn toàn không phù hợp với hình tượng học sinh thanh thuần ngây thơ của Tan Trĩ. Tuy nhiên, đến lúc phim chính thức lên sóng, Triệu Lộ Tư đã từng bước thay đổi suy nghĩ của khán giả về mình. Với phong cách thời trang trẻ trung năng động cùng nét diễn vui vẻ hài hước, mỹ nhân họ Triệu nhiều lần khiến người hâm mộ quên đi tuổi tác thực sự của cô. Đặc biệt, tất cả trang phục của Triệu Lộ Tư diện trong phim đều được nữ diễn viên lựa chọn kỹ càng và tự phối đồ cho phù hợp với hình tượng nhân vật nhất có thể. Từ đó, Lộ Tư đã thành công khắc họa hình ảnh một cô gái hồn nhiên ngây thơ trong sáng và yêu hết mình của nhân vật mà mình hóa thân. Chẳng những khiến khán giả có cái nhìn khác về mình, mà Triệu Lộ Tư thậm chí còn được họ ưu ái trao luôn danh hiệu nữ thần thanh xuân thế hệ mới. Sau thành công của vai diễn Tan Trĩ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu, dù rằng vẫn vấp phải không ít những tranh cãi liên quan tới khả năng diễn xuất, nhưng không thể phủ nhận sức hút của mỹ nhân họ Triệu khi vào vai thiếu nữ học đường hay nữ thần thanh xuân là quá mạnh mẽ. Một số bình luận của cư dân mạng về màn thể hiện xuất sắc trong phim công nhận Triệu Lộ Tư hợp với mấy vai thiếu nữ tươi trẻ nhí nhảnh như thế này hơn mấy vai chính kịch. Nữ thần thanh xuân đây chứ đâu, đóng vai thiếu nữ là ấn tượng ngay. Tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Mong rằng Triệu Lộ Tư có nhận mấy dạng vai diễn kiểu này tiếp chứ chọn chính kịch thì hơi phí. Tại một diễn biến khác, netizen đang tích cực mở ra cuộc bầu chọn tạo hình cổ trang đẹp nhất của dàn tiểu hoa lứa 95 là Triệu Lộ Tư, Ngô Thư Hân, Quang Hiểu Đồng. Cái tên đầu tiên trong danh sách này không ai khác chính là mỹ nhân xuyên không Triệu Lộ Tư. Trong khoảng 7 năm thay đổi nghệ thuật diễn xuất, cô nàng từng tham gia đóng chính khá nhiều dự án cổ trang lớn nhỏ. Tuy nhiên, tạo hình cổ trang đẹp nhất mà Lộ Tư từng có lại là khi đóng vai nữ phụ Lạc Yên trong Trường Ca Hành, Địch Lệ Nhiệt Ba chủ diễn. Cụ thể, không cần những bộ trang phục xa hoa, trang sức cầu kỳ hay kiểu tóc phức tạp, mà tạo hình đơn giản của nhân vật Lạc Yên, Triệu Lộ Tư hóa thân lại khiến người xem không khỏi xao xuyến và hết mực khen ngợi. Thậm chí khi phim lên sóng, có nhiều ý kiến còn cho rằng nhan sắc lẫn tạo hình của mỹ nhân họ Triệu lấn át cả nữ chính là mỹ nhân Tân Cương. Về phía Ngô Thư Hân, khán giả thường nhớ đến cô trong bộ Thương Lan Quyết bắt cặp với Vương Hạc Đệ, nhưng để chọn ra tạo hình cổ trang đẹp nhất của nàng tiểu hoa thì Vân Chi Vũ xứng đáng giữ vị trí top đầu. Bởi tạo hình trong dự án này của nữ diễn viên theo phong cách Ngụy Tấn, tuy khá đơn giản nhưng lại rất bắt mắt và dễ dàng thu hút được sự chú ý của người xem. Vậy nên quan điểm tạo hình nhẹ nhàng giản dị không hề kém nổi hơn kiểu cầu kỳ phức tạp được thể hiện rõ nhất trong thời điểm này. Tiếp đến là tạo hình của Quang Hiểu Đồng trong Cửu Châu Thiên Không Thành. Mặc dù những bộ phim cổ trang mà cô nàng dòng dõi quý tộc từng tham gia đều nhận về khá nhiều bình luận tiêu cực từ phía khán giả, nhưng cũng không thể phủ nhận các tạo hình dành cho cô đều rất chi là ấn tượng. Đẹp nhất trong dàn tạo hình cổ trang của Quang Hiểu Đồng phải kể đến vai nữ chính trong Cửu Châu Thiên Không Thành. Đặc biệt, kiểu tạo hình tóc xương xa hạt lựu của bạn gái Lộc Hàm càng đẹp xuất sắc không thể bàn cãi.